Gió vàng hiêu hắt vào thu, đưa thuyền Bát Nhã Nam Du độ đời. Thiện căn Phật dạy mấy lời, quả kia đã cạn nghiệp thời trả xong. Trời Nam một dải mênh mông, chờ xem ngọn gió thu đông kịp thì. Thu đi đông đến một khi, xuân phân nhất nhật hồ ly thọ hình. Xuân phân nhất nhật tức là một mùa xuân, phân thân nhất nhật tức là cái câu này chắc người nào giỏi tiếng nghĩa ngoài kia ta sẽ hiểu gì. Xuân phân nhất nhật hồ ly thọ hình, hồ ly tức là mình phải, mấy vị nói là muốn thay đổi con rồng cháu tiên á, trở về lại với cội nguồn của mình, Lạc Long Vương Âu Cơ thời hùng cường giàu mạnh trong tương lai á, là phải thiêu ông ta, xin lỗi, phải giảng sanh bát hồ. Giảng sanh tức là mình thương bác quá thì mình phải đưa bác về cõi Phật, nếu bác là Phật. Chứ mình không có thể để cho Trung Cộng ở dưới, ở dưới mà cái chỗ nó kêu là gì ta, Lăng Ba Đình á. Trung Cộng nó chấn ém nước mình cực kỳ, mà Trung Cộng nó giỏi về tâm linh, nó giỏi về phong thủy, nó chấn ém nước Việt hàng trăm năm, hàng nghìn năm. Cho nên nước Việt nó ngồi nó coi ông này ông kia đều là chân mệnh con heo con chó con gà, không có làm được chuyện lớn, là nó cho lên chiếc cao. Ở bển nó xài tâm linh không à. Thì trên nước Việt có nhân tài nhưng mà không có nhiều. Cho nên cuối cùng các chư vị mới nói ok rồi, mày tránh con cháu của tao, mày không cho nhân tài sản xuất sanh ra nước Việt thì tao cho trên trời xuống. Xong nó cũng phải bỏ tài. Cho nên những nhân tài nước Việt trong tương lai đều là, hồi nãy Thuận Kiện nói là Navy SEAL nhảy dù từ trên máy bay C-110 nhảy xuống không á, trong đó có tiền. Thì lúc đó chúng ta không đâu có tránh được. Chứ còn mà sanh sản ở bển thì bây giờ mình thấy rồi đó, tại nó tránh, nó có nghe gì không thì nó tránh ém được, nó cao siêu á. Dưới đất sanh cái không được thì cha trên trời cho nhảy dù xuống cũng vậy thôi, để mà làm lại nước Việt hùng cường giàu mạnh. Trên thế giới này ngày xưa Chúa Giêsu ra đời Do Thái là vì người thời xưa không biết trân trọng Chúa và đấu cho tặng cho Chúa ba cái đinh, cho nên bị dâm quốc 2000 năm, nhưng mà cuối cùng cũng là trở lại là một cường quốc như ngày hôm nay mình thấy. Do Thái vẫn mạnh lắm nghe. Là một cái đạo ra đời. Còn ở bên Trung Đông một khối đạo Hồi giáo Ả Rập, ngài Mohammed ổng lập cái đạo. Hôm nay người trên thế giới ai giàu nhất vậy? Nó không có làm gì mà giàu quả quá trời, nguyên cái sa mạc nó xây nhà lầu. Ở Việt Nam mình qua bển giờ đi lau nhà cho nó không? Ở bên Ả Rập Saudi rồi đó, mấy cái nước Trung Đông á, nó là sa mạc, nó đâu có tài nguyên gì đâu. Có phải là gì đạo không? Hai cái đạo lớn nhất của địa cầu này, nước Việt hôm nay có Thiên Tấn Kỳ ra đạo Thiên Tâm, trong tương lai nó cũng sẽ vậy. Chỗ nào có đạo của cha xuống, những cái đó là đều là của cha nghe. Tại họ thờ cha mà, thờ Thượng Đế A-la đúng không? Hulu A-la là cha, Thượng Đế hơi á. Còn bên Công giáo thì God, oh my God, oh my God. Còn Việt Nam mình, trời ơi, đúng không? Thì hôm nay mình có đạo Thiên Tâm ở nước Việt, thì trong tương lai mình cũng giàu có, những cái giàu hơn khối Ả Rập nữa. Đó là thật. Mình nói tương lai thôi. Còn bây giờ là mình cái nồi dĩa rách bèo nhèo, thế giới không thành ngon. Đi lau nhà là không ướt nữa. Đi đẻ giùm cho mấy anh Trung Cộng, mấy anh Trung Cộng nó chơi
nhảy dùm, xanh dùm, lâu nô chạy qua năm hàng đó thì làm gì ta, nó đi làm mấy cái đồ lao động, còn đi qua Nhật thì cũng nhà hàng đó. Tụi Nhật nó đâu có dạy nghề gì đâu, nhưng mà cũng là mang tiếng là đi xuất ngoại nha, du học qua Mỹ hay qua Úc hay Âu Châu rồi đó. Âu Châu thì đi băng đảng rồi buôn lậu rồi mình không nói nha, còn qua Mỹ là du học cái gì, du học neo, rất là sự thật, nói thật thì mất lòng. Quý vị coi đi, tội nghiệp. Nhưng mà trong những trang sử kế tiếp của nước Việt đã thay đổi nhiều. Xuân Phong Nhất Nhật Hồ Ly Thọ Hình, Bắc Phương nổi tiếng hai kinh, đó là Trung Cộng á, chú còn sứ mạng hòa bình Đông Nam, trời Nam mấy bước thăng trầm, lục thập niên giáp Quan Âm Phật truyền, từ đây hết giặc tần phim, từ đây xuất hiện vua hiền tội trung. Cái bài cơ nào, bài sấm nào, từ thời ông Chẳng Trình cho tới Đức Phật Thầy Tây An Giải Phóng Khoai, Đức Bình Phú Sổ, tới ngày hôm nay và cả ngày Lưu Bố Ông hồi xưa bên Tàu, cũng đều nói nước Việt sau này có vua. Chỉ có ông vua mới thương miền Bắc, thương miền Nam, chứ còn đưa mà Bắc Trọng mà lên làm vua thì Bắc Trọng chỉ thương miền Bắc, Bắc Trọng đâu ít cái thương miền Nam lắm. Tại vì miền Nam ăn nói tục lóc, không có lưu lót. Còn đưa miền Nam lên á, miền Bắc cứ nghĩ là ta đang nói lưu lót, tụi mày dốt, cho nên khác. Nhưng mà nên nhớ, ở thế giới người ta có cặp mắt nhìn tất cả người miền Nam, tuy là thật thà nhưng mà có dũng khí. Công tử Bạc Liêu hả không, anh hắc bạch công tử chọc tới tôi không nói là tôi làm thiệt á, nói là tôi chơi là tới bến này phải không, là dân Nam. Nhưng mà thật tình này rất là thật tình, cho nên sang nghe thách nhanh thật bắt sang nghe dành nhận nói lưu lót thì làm doanh nghiệp đi. Còn miền Trung á thì eo hẹp, đất eo hẹp, chịu khó chịu cực, chính trị sanh ra dĩ nhanh, thành thần cũng nhiều lắm miền Trung. Nên cuối cùng thánh sẽ sanh ra miền Nam, thánh không có sanh miền Bắc. Từ đây hết giặc tần phiên, từ đây xuất hiện vua hiền tội trung, từ đây mất thật là xuân, từ đây trăm họ vui mừng hoan ca, duyên trần hai chữ trà hoa, nhập phàm cứu độ nhà nhà an cư, dở xem đồ trận binh thư, cán cân thế cuộc thực hư tỏ tường, thiền ai đổ bến quê hương, vào xuân chói rạng thái dương kia rồi, kẻ đi người ở riêng ngôi, một giờ sum họp mấy hồi chớ lo, nhân danh thần nữ tự do. Ở trong này mấy vị nói là một giờ sum họp mấy hồi chứ luôn, tức nghe là bây giờ mình thấy mà 6 triệu chim hiền với gần 100 triệu dân quốc nội á mà sum họp cũng rất là khó đó nghe. Tại vì những cái sự chia rẽ mà những cái chính sách mà của bên bển đưa ra gọi là mặt ngầm á, chia rẽ cộng đồng, làm cho cộng đồng yếu để giữ đảng á, thì một giờ làm sao sum họp được. Nhưng mà quý vị đây có nói là một giờ sum họp mấy hồi chớ lo, tức là đừng có lo, cho một giờ là sum họp lại hết. Nhân danh thần nữ tự do, nghĩa là nước Mỹ là thần nữ tự do. Nhân danh thần nữ tự do, ban truyền phép lạ ấm no cho đời. Thì nước Mỹ vẫn là nước đàn anh. Sau khi cái màn ba này kết thúc, sau khi chiến tranh Biển Đông kết thúc, nước Việt sẽ có một cái xã hội mới. Nước Mỹ vẫn là cái nước sau lưng giúp nước Việt với lá cờ vàng ba sọc đỏ. Mấy vị nói là màu vàng màu đỏ, ai nỡ bỏ vàng ba sọc ngang hàng để treo khắp nước.
đó là về lá cờ đó, là lá cờ lấy được lòng tin của thế giới ngay lập tức. Ngoài cái lá cờ đó ra không có cái bùa phép nào mà lẻ hơn lá cờ vàng ba sọc đỏ. Chuyện nói đây không phải là chính trị, chỉ là mối hàng giữa quốc nội quốc ngoại. Mình nói để cho 100 triệu người trên thế giới, người Việt 6 triệu hải ngoại có cái định hướng. Đó là đáp số, tức là trước khi sổ số thì cho luôn xác con số đặt đi trúng liền. Vậy mà nhiều người vẫn chưa chịu đặt. Một chút mấy tỷ nhớ không đặt. Tại vì cái đầu bự đó, cái ngã hột keo, năm lỗi. Việc này là chuyên môn cho đáp số trước. Sớm muộn, nếu không thì cũng không có mặt mũi mà ngồi đây nữa. Chỉ lấy cả cái danh dự của cuộc đời, sự nghiệp. Bao nhiêu người tính chưa làm một cái vết nhơ xấu ở đời để đánh đổi cái lá cờ vàng ba sọc đỏ 1 triệu% để treo lại Dinh Độc Lập đó. Ngài với vợ thôi. Và đồng thời Đức Thầy sẽ xuất hiện thì đó, Ngài không có mất tích à. Còn hôm nay ai mà bên kia không hiểu về cơ trời, cơ vận mà vẫn còn sống trong ảo thì người đó quá sức là con của ai mình biết rồi đó. Mình không dám nói, họ có đủ phước để dự hội Long Hoa, dự hội An Tàng. Nhân danh thần nữ tự do ban truyền phép lạ ấm no cho đời, đêm thu rải rác sao rơi, ngẫm si cho cạn ai ơi chim hiền, canh khuya chở giấc cô niên, thật hư tỉnh, thật hư mộng tỉnh cơ thiên ai ngờ, đêm nay đâu phải là mơ, thương người thành tính đợi chờ tin ta, dựng xây cơ nghiệp trà hoa cho đời mai hậu, cho nhà nước Nam. Đó là một bài thơ đọc tiếp. Cò bay thì mặc cò bay, phải lo giữ trứng đừng sai nhìn cò, đem về ấp với trứng rà, đem về ấp với trứng gà, nở ra lai giống ác tà tinh anh, óc yêu nam báo lữ hành, gà dừa gáy sáng hãy nhanh quay về, khỉ giữ nhà quá chán chê. Khỉ là mấy đảng của mình đó không? À, thư Cận Trình cũng nói khỉ khỉ á, khỉ dưới nhà quá trắng chê, để cho rắn rết vào bê trứng rà gà. Rắn rết là Trung Cộng á, để cho rắn rết vào bê trứng gà, người ta thì mặc người ta, có rồng hộ mệnh cứ đà mà đi. Có nghĩa là cái câu này quý vị nói có một người cái chân mệnh thì tất cả 36 tầng trời, Thiên Long Bắc Bộ và Hồng Thiên Sông Núi sẽ gia hộ người này. Ai thuận thiên thì người đó sẽ được dự hội Long Hoa, còn ai nghịch thiên và đi ngược lại thì sẽ khó mà được dự tới hội Long Hoa. Có rồng hộ mệnh cứ đà mà đi, vào rừng sư tử thiếu gì, cọp beo cũng có, cứ đi theo về.